Thao chim cu gáy xin kính chào các bác. Hôm vừa rồi thì mình cũng đã phát cái chương trình số 3 và cũng đã có 3 người may mắn nhận chim cu gáy miễn phí hoàn toàn. Và hôm nay clip này thì Thao cũng xin chia sẻ với các bác, cũng bởi lẽ là một số bác cứ gọi điện hỏi về cái chủ đề nuôi chim cu gáy sinh sản. Thì Thao hôm nay sẽ chia sẻ cho các bác một cái rất là thực tế từ cái mô hình của Thao. Với những cái đôi chim cu gáy sinh sản mà các bạn nuôi mà nó hay bị đánh nhau mà hay bị bỏ ngang chừng trứng, thì các anh em nên làm lồng theo kiểu là như đây là mình đang mô tả đây, là nó sẽ là cái đôi nó sẽ có cái ổ đẻ một bên, ổ đẻ một bên. Thế khi mà đến cái giai đoạn chim mái ấp được khoảng 4-5 ngày gì đấy thì chim đực nó sẽ căng và buồng trứng con mái cũng đã âm ỉ phát triển bên trong, thì cái nhu cầu sinh lý con chim đực rất là căng. Thì đợi tí, đang coi đầu ở mỏ đấy cho anh xem. Các bạn sẽ làm như thế này như sau. Thứ nhất là cái đây là cái nối để nó gọi là cái cửa thoát, mình gọi là cái cửa để nó ngăn đôi hai chú chim này ra. Thế thì giả sử khi con chim nó đang ấp ở bên này thì con chim đực mình sẽ lừa nó sang ngăn bên này. Đây là cái lồng bồ câu và mình treo lơ lửng ở đằng hiên nhà đằng sau đó, thì các bạn thấy là nó có cái mái tôn vòm tre đây. Thì ưu điểm của cái này là nếu như nắng nó sẽ hắt chéo vào là nó sẽ có đủ ánh sáng. Cái thứ hai là khi chim nó treo như này thì cái khả năng bị rắn chuột là không có, bị mèo là không có cái thế để nó tấn công, nó dọa lặt. Và một trong những cái tiếp theo là mình chia sẻ các bạn là tại sao là các bạn nên làm hai ngăn đây. Còn như con chim này nó sẽ chui đi chui lại. Bây giờ nó đang ở ngăn bên này và mình để cho nó lại sang bên kia đó. Đấy là cái ô này nó chỉ vừa lỗ để con chim nó chui qua thôi. Nên khi nào mà con chim mái ấp được khoảng ngày thứ 3-4 thì các bạn lên, nếu như những cái đôi mà nó ấp thuần thục không sao, những cái đôi mà nó hay đánh nhau thì các bạn lấy cái lá chắn các bạn để ngang ra và các bạn chặn lại, ngăn mỗi con đực sang một bên. Thì chính vì vậy là trong quá trình ấp thêm khoảng một tuần nữa là chim nó sẽ nở. Thì khi nó nở rồi thì các bạn để con chim mái nuôi con mấy ngày cho nó cứng, 4-5-6 ngày cũng được. Thế đó các bạn, nó bắt đầu là đến ngày thứ 7 thứ 10 thì các bạn thả con chim đực ra. Thì đấy là một cái kinh nghiệm thực tế của mình, nhưng mà cái phương án này chỉ dành cho những đôi chim mà nó nhát và nó hay đánh nhau, nó hay hỏng trứng ở giai đoạn nửa chừng. Thì các bạn thấy là những đôi chim như thế này là những đôi chim bố mẹ sinh sản của mình, nó thuộc dạng họ nhà đầu nhỏ mỏ đinh, kích thước thì cũng khá là to chứ không phải là quá to đó. Thì thường là mình làm một ô như thế này thì là mình sẽ làm cái vách ngăn nó đây. Mình mở cửa lồng ra để mình quay cho các bác nhìn rõ đó. Đấy là cái vách ngăn này đó, cái lỗ thoáng này đó, thì nó sang đấy. Thì các bạn này, cái bí quyết nho nhỏ là mình đi vào thực tế thì những cái đôi chim như thường là mình để như thế này là những đôi chim nó cũng đã là phải có những vách ngăn như thế. Thì còn những đôi mà nó đã vào đôi với nhau, nó đẻ thuần thục rồi thì các bạn nuôi tự nhiên thôi. Tất nhiên nếu như không gian càng rộng thì cái khả năng nó đánh nhau hoặc là nó hỏng là ít nó, thì các bác nên chủ động làm theo những cái mà bản thân tôi đã có rất nhiều những đôi chim cu gáy và xin chia sẻ với các bác như vậy. Đó, các bạn nhìn thấy là mình làm một lá tôn mình gắn ngang chừng tường đây, cách khoảng 1,5 m. Vậy vì khi phân nó sẽ nọt xuống dưới và nó sẽ không bốc mùi lồng lên và chim nó sẽ không bị đau mắt. Nên cái này không bao giờ phải dọn chuồng, bởi vì là nó là cái hiên của đằng sau nhà bức tường. Và tôn này thì nó che rồi và trên này là bóng cây rất là mát đó.
anh em thấy là cái nuôi những cái đôi như này nó rất là ngơ đi ngơ lại là có chim non. Các bạn thấy đấy, thì đây là bên này cũng thế thôi. Bên này là những đôi chim mà mình cắt cái lỗ đây. Đó, các bạn nhìn thấy cái lỗ mình bẻ sắt queo lên không? Thì bên này nó sẽ là ổ. Đó. Bên này cũng nó cũng sẽ là cái chỗ để nó có một cho một con ở một bên. Thường là như vậy. Nhưng các bạn đuổi sang một bên thì thường đuổi ở buổi tối, bởi vì tối thì chim nó sẽ rất là lành, nó sẽ không sợ. Đó. Thì vừa rồi có rất nhiều những các bác gọi điện và chia sẻ cho mình tại sao trứng nó bỏ, thì mình cũng làm cái clip nguyên nhân và như vậy. Và hôm nay mình cái clip này mình xin đặt tên là cách khắc phục là chim bỏ trứng. Đó, thì các bạn thấy là đây là những đôi chim bố mẹ rất là ok của mình. Và tiện đây thì mình cũng xin phép là công khai những đôi chim như này là mình bán ra cho các bác là 2 triệu. Đó, và nó cũng đã sinh sản được khoảng từ 3 đến 7 nứa. Đó, và đã đi đến cái độ thuần thục rồi. Đấy, thì các bác thấy là những cái điều mà thao chim cô gái chắc chắn với các bác ấy, là những đôi chim này là đôi một trống một mái và nguyên bản theo đôi, và nó đã đẻ thuần thục. Đó, một số anh em trên mạng là cũng không muốn tìm đến một cái nơi tin tưởng để mà giao dịch, nhưng các bạn có thể tham khảo qua một số khách hàng của thao. Đó, thì những đôi chim này thì các bạn thấy là thường là giọng thổ hoặc là pha thổ, có thể là thổ chạm đồng hoặc là một cái phần trăm nào đấy là giọng của nó rất là thổ. Các bạn thấy đây là toàn là chim mã ngỗng phấn hồng, đầu xanh đuôi xám hết. Đó, thì các bạn thấy là những chú chim này của mình thì nó được tạm thời gọi là cái bộ mã của nó là khá là ok. Và mình cứ tạm hiểu là những chú chim này nó là đã là chim bố mẹ thuần thục. Đó, thì các bạn nên nhớ là cái trị giá mình để cho các bác chưa tìm được một bộ cho chim cho mình, hoặc là các bác cao tuổi, các bác không có thời gian để gây, thì các bạn nên tìm đến và đặt niềm tin ở thao chim cu gáy. Cũng như là khi các bạn lấy chim, và trong quá trình nuôi ăn gì và cái kỹ thuật nuôi ra làm sao, thì thao cũng sẽ hỗ trợ hết mình cho các bác, đặc biệt là các bác cao tuổi. Thật ra là cái giá mình cũng không có gì phải mang tính chất là như thế nào cả. Mình công khai là những cái đôi chim này mình bán ra với mức giá là 2 triệu đồng cho các bác. Đó, các bác thấy là những đôi chim nó hình thức nó như thế này. Độ tất nhiên là một đôi chim cu gáy mà nó đẻ thì nếu như các bạn nuôi thì nó có thể đẻ ra hàng trăm đôi chim con. Đó. Thế nhưng mà nếu như mà các bạn tăng được hiệu suất thì nó ra rất nhiều hơn nữa. Nhưng mà hiện giờ những đôi này là nó cũng chỉ mới được khoảng hơn 1 năm hoặc là gần 2 năm. Nếu các bạn nuôi thì có thể là lên đến nhiều năm, 10 năm, mười mấy năm được. Chim nó đẻ rất là tốt nếu các bạn cho ăn và các bạn nuôi nó đúng theo quy cách. Cái tuổi thọ của chim gáy rất là cao, nó đẻ rất là mắn đẻ. Đó. Thì có những câu hỏi thắc mắc gì, hoặc có những cái nguyện vọng gì, hoặc là những cái chủ đề mới, các bác cũng không có gì phải ngại cả. Trên cái kênh Chim Cu Gáy Hay qua YouTube và Chim Cu Gáy Hay qua Facebook, hoặc là Zalo cũng như số điện thoại liên lạc là 0163 530 9982, thì các bác có thể là gọi điện trực tiếp, hoặc là các bạn có thể nhắn tin qua tin nhắn. Tất nhiên gọi điện trực tiếp thì sẽ là mình sẽ ưu tiên hơn, mình sẽ trả lời được luôn. Còn tin nhắn thì một số các bác cũng phải thông cảm, bởi vì cái lượng thời gian mình sử dụng điện thoại cũng rất là nhiều. Ngoài ra mình còn có thời gian để mà chăm chim, rồi có những cái lúc mình không thể quan tâm hết các bác được, thì mong các bác cũng phải thông cảm. Nếu các bạn gọi một lần không được, các bạn có thể gọi những lần khác. Cái số điện thoại là 0163 530 9982, hoặc là 0989177982. Thì các bạn cũng sẽ giao lưu, cùng chia sẻ, cùng đam mê và gây cái giống chim cu gáy cùng với mình.